Yo hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Và tiếp nối với cái series về Legend, chúng ta hãy nói đến Van der Vaart, Rafael Van der Vaart. Đây là một huyền thoại đã từng thi đấu cho Real Madrid. Đây là một phiên bản mà thi đấu cho Tottenham Hotspur. Và đây là một phiên bản mình có thể nói được rằng là đá rất đa năng. Tuy nhiên có những cái điểm mà anh em cần phải lưu ý, đó chính là về thể lực, đó chính là về thể hình, đó chính là về những cái điểm mà rất kém của Van der Vaart. Về mặt là balance, về mặt physical contact đều kém cả. Nhưng với cái bộ chỉ số của Van der Vaart cộng thêm một cái bộ skill nó rất đẹp cho việc chuyền chọt như thế này, thì đây là một cầu thủ mình có thể nói với anh em là chuyền rất là ảo luôn, một con hàng chuyền cực kỳ ảo diệu. Và có hai chân như thế này anh em còn ngại ngần gì mà không dùng nào. Tuy nhiên sẽ cần một chút gì đó nó hơi tiểu xảo một tí, anh em cần phải có một cái sự bình tĩnh khi sử dụng Van der Vaart. Nhưng mà có thể đánh giá được rằng là đây là một cầu thủ chuyền rất tốt, mình sẽ đánh giá cái điểm đấy là cao nhất của Van der Vaart. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngay các trận đấu cùng với Van der Vaart nha. Mình sẽ để cho Van der Vaart đá vị trí CF, đây là một vị trí cũng khá là thú vị và anh em có thể là sử dụng tối đa được cái khả năng chuyền chọt của Van der Vaart. Let's go. Chúng ta đến ngay với trận đấu cùng với Rafael Van der Vaart và vị trí CF left phải. Không biết là đối thủ của chúng ta là đá cái chiến thuật như thế nào đây. Nếu như đó là một chiến thuật 5 hậu vệ, thì đó sẽ là một sự khó khăn dành cho Van der Vaart và các đồng đội. Tuy nhiên thì với những đường chuyền rất chất lượng của Van der Vaart thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có thể nào phần nào đó lẻn qua được hai cái vị trí CBLB hoặc CBRB của đối phương. Ok, let's go. Với Van der Vaart thì đây cũng là một cầu thủ khá là khó chơi cùng với cái style là số 10 cổ điển. Và cũng như cái video mình đã từng làm cho anh em về những cầu thủ, một cái video thử thách làm tất cả các số 10 cổ điển, thì đây cũng là một cái style mà không chịu chạy chỗ gì cả. Stress. Và nó cũng sẽ rất khó khăn cho anh em khi anh em muốn có một cái lối chơi nó ban bật nhanh hơn, nó chạy chỗ nhiều hơn, nó tìm được khoảng trống hơn. Nhưng mà với Van der Vaart thì đây cũng sẽ là một cái mẫu cầu thủ mà luôn rình rập để có thể đưa ra đường truyền hoặc những cú sút xa rất là nguy hiểm của mình. Đây rồi, Van der Vaart. Pha chạm bóng đầu tiên của Vaart. Ok, anh em thấy được rằng là một chút gì đó về mặt balance, một chút gì đó về mặt physical contact không quá ổn. Nhưng mà chúng ta vẫn ít được phần nào là che được cái người, vì chúng ta có cái ball control cũng như là cái khả năng giữ bóng cũng khá là tốt của Van der Vaart. Nhưng mà không, hôm nay chúng ta hãy nói đến cả về chuyền chọt của Van der Vaart đi. Nhưng bình tĩnh em, đợi mình lấy được bóng đã. Hơi bị căng thẳng. Úi rồi ôi. Ok, bình tĩnh nha. Lên này. Rồi. Ok. Ngoài các vị trí CF hay là cánh ra thì Van der Vaart có thể đá AMF, nhưng mà mình cũng không nghĩ anh em có thể đá được cánh không nghĩ anh em có thể đá được vị trí AMF của Van der Vaart đâu. Khá là yếu. Anh em cần một cầu thủ nào nó di chuyển nó thoáng hơn, nó rộng hơn, nó cover tốt hơn. Và trong cái video ngày hôm nay thì đó là vị trí của Beckham cũng như là Torres. Thì với Van der Vaart mình sẽ giữ bóng và sau đó mình sẽ tung đường chuyền dành cho hai cầu thủ này phía trên. Nhưng mà phải phòng ngự anh em nhá, đợi tí nhá.
Ok, cắt bóng tốt. Lên nào, mãi chưa có cơ hội. Rất là khó khăn khi team bạn đá năm hậu vệ như thế này. Anh em cứ bình tĩnh để mình triển khai lối thế trận phát. Đây rồi. Cái này thoáng là chúng ta sẽ đẩy cho Van der Vaart này. Đây này anh ơi, ok, nhận bóng rồi. Di chuyển một chút và anh em tìm khoảng trống nhá. Dòng chia luôn, rồi, chuyển rất tốt bằng hai chân. Đây là Beckham, chuyển vào đi anh ơi. Ui, một cái chạm chân của Delit và bóng đã lệch hướng mà Torres không thể nào mà giữ điểm ghi bàn được. Nhưng mà anh em thấy được rằng là chuyển hai chân rất tốt của Van der Vaart. Chân phải thôi nhưng chúng ta thể tạo được sự đột biến. Ok, phòng ngự tí. Ê à, cái gì vậy? Bình tĩnh nào ngay, bình tĩnh nào. Không có gì phải vội vàng. Rồi, đấy cho các bạn chạm bóng đấy. Ui rồi, Mandini cánh rồi. Hạt không, hợp lý. Nằm hậu vệ rất khó chịu. Linh công về thủ cực kỳ nhịp nhàng. Arnold. Thôi, trả bóng lại cho mình đi, rồi mình xin nha. Van der Vaart cũng là số ít các cầu thủ đá vị trí AMF nhưng lại sở hữu cái skill là first time shot cũng như là những cái skill về sút rất là hay. Nhưng mà một cái vấn đề đó chính là việc mà mình sút chân trái Van der Vaart nhé. Mình luôn bị bất bài nhưng mình sút chân phải cùng với Van der Vaart lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đây là đường truyền rất tốt vào chân trái của Van der Vaart. Torres, không thể hiểu nổi tại sao nó lại ra góc đấy luôn. Oh my god, rất khó hiểu anh em ạ. Nhưng mà đấy là một đường truyền rất tốt của Van der Vaart vào chân trái. Anh em thấy là khả năng truyền đa năng trên hai chân của Van der Vaart là tuyệt vời. Những đường truyền rất ảo diệu, những chuyền đặt đúng cái tầm của cầu thủ di chuyển phía trên luôn. Torres. Lại nói một chút về cái khả năng dứt điểm của Van der Vaart thì cái vấn đề mình không biết là do mình hay là do team bạn quá ảo hay đây là do một cái lỗi gì đó khi mà cầm Van der Vaart đá vào chân trái không vào được, nhưng cầm vào chân phải đá lại rất là kinh. Đấy, không biết là như nào, anh em thử test hộ mình xem như thế nào nhưng mình không rõ đâu, rất khó hiểu. Ok, đây sẽ là cơ hội sút phạt dành cho Van der Vaart. Đây là một góc mà chúng ta cũng sẽ hợp lý khi mà đổi để cho một cầu thủ đá chân thuận chân phải sút hơn. Nhưng mà Van der Vaart với khả năng xoáy tạo được của mình thì cũng vẫn sẽ là một cơ hội không thể bỏ lỡ được. Ok, cái này thì phải kéo nó hơi lệch ra bên ngoài này một tí. Đây đúng rồi. Kéo nó hơi vòng cung một tí. Ôi, con này thì hơi chạm xà nhỉ. Ui, xoáy này. Ui rồi. Cố lên anh ơi. Đây là Neves. Rồi, vẫn là Neves. Cố lên. Khỏe quá. Vẫn là Neves. Ui giời. Phạt góc. Với pha góc này chắc chắn vẫn là để cho Van der Vaart. Đây cũng là một vị trí mà có lẽ là không hợp với chân của Van der Vaart lắm. Mặc dù Van der Vaart truyền những cái pha bóng từ phạt góc này rất là tốt, nhưng mà đây cũng vẫn sẽ là cơ hội của chúng ta. Cố lên anh ơi. Jeda. Quánh đầu. Jeda vẫn rất khỏe. Quánh đầu phát nữa. Wow. Một chút thì đó may mắn cho chúng ta. Anh có thể thấy được cái khả năng chuyển xoáy của Van der Vaart nó rất là nguy hiểm. Và đây cũng là một cái điểm rơi hoàn hảo để cho Jeda có thể là đánh đầu, mặc dù là trong một tư thế nó hơi khó một tí. Nào tìm vào phản công đây. Wow, công nhận là đúng bài có khác. Năm hậu vệ nhưng tấn công nó vẫn rất là bén vào khu vực trung lộ. Ok, biết rồi thì chúng ta sẽ hạn chế nha. Nguy hiểm quá. Không sao, vẫn có Van der Vaart, anh em bình tĩnh thì mình sẽ triển khai thế trận. Năm hậu vệ không cần phải vội vàng, đá cứ bình tĩnh thôi. Ok, cánh thoáng. Torres này, Van der Vaart chạy đi. Khó quá rồi. Thì bạn lùi về rất nhanh. Rất tiếc là phá một rồi, thủ môn phá bóng lên mà chạm chân Van der Vaart thì mình có khi mình ghi bàn được đấy. Hơi tiếc một tí. Thì đấy cũng là một cái vấn đề với những cái style classic number 10 đá vị trí CF và chạy chỗ. Nếu như có cái sự hỗ trợ của cái nhận thức tấn công cao ấy thì ok, nhưng Van der Vaart không phải là một dạng như vậy. Mà chúng ta chỉ tận dụng được khả năng chuyền chọc của Van der Vaart thôi. Nó dự bóng cũng tạm được như thế này. Hợp lý rồi. Triển khai thế chậm một tí nào. Ok. Cố gắng là tìm cho Van der Vaart để chuyền nhưng mà hơi khó rồi. Mình đang gặp một vấn đề. Nhưng mà team bạn quá đông như thế này, trời ơi. Đá rất khó chịu. Ok, pha bóng tốt của Mandini, Van der Vaart được rồi. Tốc độ của Van der Vaart chắc chắn là khó có thể qua được Varane rồi. Hạn chế bứt tốc với những pha bóng này của Van der Vaart nha, không bứt tốc đâu. Chúng ta chỉ cầm một chuyền trò thôi. Skill thì có lẽ là cũng chỉ có mỗi Marcelo là để qua người. Có lẽ là một cái sự bất ngờ gì đó của Marcelo mà chúng ta chuyền. Nhưng mà đây là Torres, may quá, vẫn còn. Ok, đến này anh em ơi. Úi giời, chuyền gì thế này, toàn ôi. Đuổi một tí nào. Khá là khó để tấn công anh em ạ. Và những tình huống như này chúng ta cần một sự thay người. Messi một chút gì đó tinh quái ở tuyến giữa và Forlan một chút gì đó tốc độ thì chúng ta sẽ tận dụng được khả năng chuyền trọt của Van der Vaart. Có thể là một cái gì đó đã hơi lệch cánh và Van der Vaart sẽ tạt vào cho Forlan đánh đầu hoặc Messi là băng vào dứt điểm. Ok, cố gắng triển khai những cái cơ hội cuối cùng. Để làm trận đấu khá là căng thẳng khi đội bạn đá năm hậu vệ và rất chắc chắn ở khu vực hậu vệ, trung vệ các thứ mình không thể nào mà vào được. Là sẽ phải là có một lối đá kéo sát hình team bạn anh em ạ. Đây rồi. Và tận dụng khả năng chạy chỗ rất thông minh của Forlan như thế này. Nếu mà câu được phạt góc nó cũng sẽ là một cái điểm cộng rất lớn của chúng ta. Erwin. Vẫn còn. Vẫn là cơ hội.
cố lên nào. Không được rồi, khá là khó. Tìm bạn cover bóng quá tốt với cái đội hình lùi quá sâu như thế này là cơ hội Navas. Chuyền đi, Messi. Bàn tay quá dài. Ông này giống ông Courtois quá. Nhưng mà không sao, đây vẫn là một cơ hội của Van der Vaart và chúng ta sẽ cố gắng tạt một pha bóng nữa. Không biết là có tìm được cái đầu của Gerrard nữa hay không, hay là sẽ là một cầu thủ khác ở bên trong vòng cấm. Một cách đá phạt khác của mình đây. Lên này, ui rồi, vẫn còn. Đây rồi. Van der Vaart chân này là chân thuận. Tạt luôn. Forlan. Tất cả team bạn đã nằm rồi. Một đường truyền rất hay của Van der Vaart, anh em thấy được rằng là cái phòng cúng hoàn hảo. Cộng với cái steal là pinpoint crossing mà chúng ta tìm đúng cái đầu của Forlan đang dâng lên và một pha bẫy của tòa sấp mặt luôn. Ối rồi mà đây cơ hội của team bạn. Làm gì? Oliver Kahn. Ok. Một trận đấu khá là cảm xúc của Van der Vaart. Hai pha bóng có thể nói là có cái sự hỗ trợ khá lớn từ Van der Vaart. Có những đường truyền rất ảo diệu của Van der Vaart và chúng ta có chiến thắng trong trận đấu này, một trận đấu khá là căng thẳng. Và hy vọng anh em thích cái video này của với Van der Vaart. Đừng quên like, subscribe, cũng như tiếp tục ủng hộ Tham Games. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.